lại với kênh YouTube của Lugura Vlogs. Và bây giờ mình đi ở ngoài chợ, bây giờ mình đi về các bạn. Nói chung là mua hết tiền rồi và bây giờ chỉ đi về thôi. Mình hay không đó, còn vấn đề size rồi này kia, cái size á
thì người ta có thể tư vấn cho mình cũng khá là chính xác các bạn. Tại vì bán hàng thì cái size thì mình chỉ nói với cân nặng, rồi cái chiều cao thì người ta có thể là làm cái size cho mình cũng khá là chính xác. Thì nói chung tết thì có vậy đó các bạn à. Nhưng mà tết thì cũng vui các bạn, đó là một cái không khí à, tại vì một năm phải có một cái không khí như thế vậy á, thì cảm thấy vui tươi được các bạn. Rồi bây giờ đợi đèn đỏ rồi bắt đầu mình đi về nhà, bắt đầu ăn bánh tráng bịch. Hình như bánh tráng bịch đó các bạn, nó rất là nổi tiếng, không phải là nổi tiếng mà là phổ biến, nó là phổ biến ở Bình Dương. Thì không biết nó bắt nguồn từ đâu các bạn, nhưng mà hồi xưa đó mình nhận là mình ở Bình Phước các bạn. Hồi đó ba mẹ đi lập nghiệp ở trên Bình Phước á, xong rồi cái ở trên đó, xong rồi có được về đây. Ở trên đó đâu có món bánh tráng như vậy đâu. Vậy đó đầu trời ơi, đi học chỗ nào cũng có bán bánh tráng bịch. Ăn biết mà nói chung là ghiền luôn các bạn, ghiền luôn là hiểu luôn rồi đó, là ăn cũng dữ lắm luôn hả. Xong rồi thì sau đó mình mới nghe là bánh tráng rồi Tây Ninh, rồi ở dưới thành phố Hồ Chí Minh đi như là vậy, nó sẽ phân phối ra các mấy cái tỉnh lân cận á. Thì bắt đầu mình cảm thấy là bánh tráng rất là phổ biến, và hầu hết đó là một cái món ăn giặt mà hầu hết các bạn ai cũng thích, con trai con gái gì cũng thích hết á, nhưng mà đặc biệt là các bạn nữ rất là khoái. Thì nói chung cái đó cũng là một cái gì đó cũng rất là thú vị các bạn. Các bạn nha, và mình sẽ quay những cái video tiếp theo. Ok, see you later. Và đừng quên subscribe cái kênh YouTube của Lulu Live Vlogs nha các bạn. Bye bye và chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon nha.